Toyota Fortuner, những mẫu xe sử dụng động cơ dầu kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, sản xuất năm 2019 sẽ là những mẫu xe mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu đến quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Và xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với Trung Thực Auto, vua gầm cao, đơn vị chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao đã qua sử dụng, có địa chỉ kinh doanh tại số 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Một địa chỉ thuận tiện và dễ dàng tìm kiếm để anh chị có thể xem xe và lái thật từ 8 giờ sáng đến 22 giờ tối hàng ngày. Và đó là cơ sở phía Bắc của Trung Thực Auto. Ngoài ra, những quý khách hàng ở khu vực phía Nam có thể ghé qua địa chỉ số 709 đường DT743B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe gầm cao với đúng nhu cầu sử dụng và chất lượng được cam kết. Và chúng ta sẽ quay trở lại với những mẫu xe ngày hôm nay, mẫu Toyota Fortuner sử dụng động cơ dầu và số sàn. Chúng ta sẽ bắt đầu với mẫu xe màu đen trước ạ. Một mẫu Toyota Fortuner sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2019, sử dụng động cơ dầu 2.4, dẫn động một cầu và số sàn. Một chiếc xe thì thuộc những phong dáng thiết kế từ cuối năm 2016 đến đầu những năm 2020. Chiếc xe thì mang biển tỉnh, được một chủ sử dụng từ đầu, đã lăn bánh được 9,8 vạn km. Và đây là số km nguyên bản của xe. Một chiếc xe thì bác chủ cũ rất là cẩn thận, máy dầu, số sàn và bác chủ cũ bảo dưỡng đầy đủ ở trong hãng ạ. Anh chị có thể kiểm tra điều này khi chúng ta mang xe qua đại lý là Toyota chính hãng. Chiếc xe thì được Trung Thực Auto kiểm tra, đánh giá rất là kỹ càng. Và chắc chắn với mỗi chiếc xe tại Trung Thực Auto thì đều trải qua quá trình kiểm tra với 176 hạng mục kiểm tra chất lượng đầu vào. Trung Thực Auto sẽ cam kết tới quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý là xe không tai nạn, đâm đụng ngập nước, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi. Động cơ hộp số của xe thì phải nguyên bản, không tháo cầu đại tu. Và hồ sơ pháp lý của xe thì phải minh bạch, rõ ràng, không thế chấp và không phạt nguội. Chiếc xe này thì được Trung Thực Auto định giá với mức giá là 815 triệu đồng là giá bán xe. Quý anh chị muốn sang tên chọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 830 triệu đồng. Mức giá chọn gói các chi phí về thành phố Hà Nội, mức giá sẽ là 847 triệu đồng. Mức giá trên thì bao gồm tất cả các chi phí và quý khách hàng sẽ không phải chi trả thêm bất kỳ chi phí nào nữa. Và chúng ta cùng đánh giá một chiếc xe trải qua 9,8 vạn km, xem phần ngoại thất của xe sẽ còn lại những gì ạ. Quan sát ở phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy các chi tiết từ phần mặt ca lăng và phần đèn pha thì đều là nguyên bản. Bác chủ cũ đã nâng cấp cho chiếc xe này một phần bi gầm là hệ thống bi LED giúp tăng cường khả năng chiếu sáng của chiếc xe này. Và chi tiết an toàn ở phần đầu xe như phần cảm biến trước, cam trước thì chưa được trang bị cho Toyota Fortuner, máy dầu, số sàn thế hệ năm 2019 ạ. Ở phần hông xe thì chi tiết được trang bị thêm, chúng ta sẽ có phần viền chắn mưa này, ốp tay cửa chống xước và bậc bấc chân lên xuống. Và chúng ta cùng khám phá một chút về không gian nội thất của chiếc xe này ạ. Không gian nội thất của chiếc xe này thì đã được bác chủ cũ nâng cấp lên bộ da ghế được phối hai tông màu đen và đỏ, rất là thể thao và hiện đại. Và các chi tiết khác được nâng cấp thì chúng ta sẽ có phần màn hình OLED rất là to bản, tích hợp rất là nhiều tính năng giải trí. Phần cam hành trình cũng đã được nâng cấp ạ. Phần bọc trần được phối hai tông màu là đỏ và đen, tạo cái sự cá tính thể thao. Đó. Còn các chi tiết khác như phần vô lăng, phần cần số, phần phanh tay và các chi tiết nút bấm trên xe đều là nguyên bản. Chúng ta cùng đến với một chút về không gian hàng ghế thứ hai của mẫu xe này ạ. Hàng ghế thứ hai thì anh chị có thể nhìn thấy này, tuần suất sử dụng trên phần da ghế này còn rất là ít. Phần da ghế được phối hai tông màu rất là đẹp mắt ạ. Phần thảm trải sàn bằng nhựa thì đã được bác chủ cũ nâng cấp lên cho chiếc xe này rồi. Và Toyota Fortuner thì chúng ta sẽ được trang bị cửa gió điều hòa đến từng hàng ghế rồi ạ. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng khám phá một mẫu Toyota Fortuner, máy dầu, số sàn, sở hữu ngoại thất màu đen, sản xuất năm 2019 ạ. Và chúng ta cùng khám phá về không gian động cơ của chiếc xe này ạ. Và xin mời anh chị hãy cùng quan sát về không gian động cơ của mỗi mẫu Toyota Fortuner, máy dầu số sàn năm 2019, sở hữu ngoại thất màu đen. Đấy, anh chị có thể quan sát thấy thì các chi tiết về động cơ thì đều là nguyên bản. Phần da máy cũng như phần khoang máy còn rất là sạch, da máy còn rất là sáng ạ. Và các chi tiết thì chúng ta có thể quan sát thấy vẫn còn những chấm sơn từ trong nhà sản xuất. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một mẫu xe màu trắng. Mẫu xe này thì sản xuất là những cuối năm 2019 nên chúng ta sẽ có phiên bản là lắp ráp Việt Nam. Mẫu xe màu đen là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia là đầu những năm 2019.
Mẫu xe màu trắng là mẫu Toyota Fortuner, sử dụng động cơ dầu 2.4, dẫn động một cầu và số sàn, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2019. Mẫu xe thì cũng thuộc form dáng thiết kế là của những cuối năm 2016 đến đầu năm 2020. Xe sử dụng động cơ dầu 2.4, dẫn động một cầu và số tự động, mang biển tỉnh được cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu, lăn bánh được 6,8 vạn km. Và đây cũng là số km nguyên bản theo xe. Chiếc xe thì được Trung Thực Auto định giá với mức giá là 810 triệu đồng là giá bán xe. Quý khách hàng muốn sang tên trọn gói các chi phí về tỉnh, mức giá sẽ là 825 triệu đồng. Sang tên trọn gói tất cả các chi phí về thành phố Hà Nội, mức giá sẽ là 843 triệu đồng ạ. Mẫu xe thì sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất thì vẫn là bộ ghế nỉ nguyên bản màu nâu. Và chúng ta hãy cùng quan sát về phần đầu xe, một chiếc xe trải qua 6,8 vạn km xem phần ngoại thất sẽ còn lại những gì ạ. Phần đèn pha và phần mặt ca lăng thì anh chị có nhìn thấy thì vẫn còn gọi là nguyên bản. Phần đèn gầm thì bác chủ cũ cũng chưa nâng cấp. Đấy, chiếc xe này hầu như thì các chi tiết đều là nguyên bản theo xe ạ. Phần hông xe thì phần gai lốp vẫn còn rất là dày, độ dày thì còn khoảng từ 75%, 75 đến 80%, còn rất là dày ạ. Phần hông xe thì chi tiết được trang bị thêm của chiếc xe này, chúng ta sẽ có phần ốp viền chắn mưa này, ốp tay cửa chống xước và bậc bước chân lên xuống. Và chúng ta cùng quan sát một chút về phần không gian nội thất của chiếc xe này ạ. Bộ ghế nỉ vẫn là nguyên bản màu nâu theo xe. Và chúng ta hãy cùng quan sát về phần ốp đô theo xe là 6,8 vạn km đây ạ. Đấy, bạn camera sẽ quay sát vào các chi tiết về phần nút bấm ở trên vô lăng để chị có thể đánh giá được tình trạng của chiếc xe tại Trung Thực Auto. Đấy, chúng ta sẽ quan sát về phần cần số luôn ạ. Đấy, cần số và phần phanh tay. Rồi chúng ta sẽ đến với một chút về không gian hàng ghế thứ hai ạ. Và Toyota Fortuner máy dầu số sàn thì chúng ta sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất công bố cũng khá là ấn tượng. Chúng ta sẽ có là 8,7 lít trên 100 km trong đô thị, 6,2 lít trên 100 km ngoài đô thị. Và đường kết hợp thì chúng ta sẽ có là 7,2 lít trên 100 km ạ. Và chúng ta đến với một chút về hàng ghế thứ hai của mẫu xe này. Đấy, một mẫu xe thì với các chi tiết về phần nội thất thì đều là nguyên bản theo xe. Ghế vẫn là ghế nỉ theo xe ạ. Đấy, ghế nỉ anh chị có quan sát thấy thì bộ ghế nỉ vẫn còn rất là sạch sẽ, màu vẫn còn rất là sáng ạ. Và rồi chúng ta hãy cùng quan sát một chút về phần đuôi xe của chiếc xe này. Phần đuôi xe của Toyota Fortuner máy dầu số sàn thì chúng ta sẽ có phần trang bị an toàn theo xe, phần cảm biến sau và hệ thống cam sau giúp anh chị lùi xe và đỗ xe an toàn với một chiếc xe 7 chỗ SUV thực thụ nhà Toyota. Và cốp trên phiên bản này thì chúng ta sẽ vẫn được trang bị hệ thống cốp cơ thôi, nhưng đã có thủy lực nâng lên khá là nhẹ nhàng. Và đây là phần không gian chứa đồ khi chúng ta đã gặp hàng ghế thứ ba lại. Không gian chứa đồ thì của những dòng Toyota Fortuner thì ở dạng treo truyền thống. Và anh chị có thể quan sát thấy thì những phần chi tiết quan trọng thì đều được Trung Thực Auto dán tem kiểm định và có chữ ký của kỹ thuật đấy ạ, để bảo hành cái sản phẩm của mình. Toàn thể keo chỉ và ốc trên chiếc xe này thì đều là nguyên bản theo xe. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng khám phá về mẫu 2 mẫu Toyota Fortuner máy dầu số sàn sản xuất năm 2019. Mẫu màu đen thì thuộc thế hệ những đầu năm 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe màu trắng thì thuộc thế hệ những sản xuất là từ giữa đến cuối năm 2019, nên chúng ta sẽ có là phiên bản lắp ráp Việt Nam. Hai mẫu xe đều trong mức giá là hơn 800 triệu. Mẫu xe màu trắng là 810 triệu, mẫu xe màu đen là 815 triệu ạ. Và đó là hai mẫu xe Toyota Fortuner ngày hôm nay. Và tại Trung Thực Auto thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe gầm cao khác. Vậy anh chị đang quan tâm và tìm kiếm cho mình một mẫu xe gầm cao, sản xuất năm nào, phiên bản nào thì anh chị hãy đừng ngần ngại, nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại hotline của Trung Thực Auto đã được ghi ở trên màn hình là 0975 79 và từ thứ hai để đội ngũ tư vấn bán hàng của Trung Thực Auto có thể gửi cho anh chị thông tin và hình ảnh thực tế của mẫu xe mà anh chị đang quan tâm ạ. Và em cảm ơn anh chị đã xem đến hết video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.